Sáng nay, Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố đã có buổi làm việc với Sở Y tế thành phố nhằm chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi dự buổi làm việc. Theo báo cáo, năm 2023, Sở Y tế thành phố đã tập trung thực hiện toàn diện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo công tác phòng chống dịch, hoạt động khám chữa bệnh cho người dân, cũng như thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Tỷ lệ bệnh nhân khám bệnh tăng hơn 10%, bệnh nhân điều trị nội trú tăng gần 7%. Ngành y tế cũng đã kịp thời triển khai các giải pháp theo chủ trương của Trung ương và thành phố để đảm bảo cung ứng thuốc, vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Các dự án trọng điểm về hạ tầng y tế cũng được triển khai đảm bảo tiến độ. Tại buổi làm việc, các ý kiến của Ban Văn hóa Xã hội đã chia sẻ khó khăn của ngành y tế, đồng thời cũng đã trao đổi làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến việc phát triển y tế chuyên sâu, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao để góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, về đảm bảo cung ứng thuốc, vật tư y tế, về phòng chống các loại dịch bệnh và một số nội dung khác.